Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Audio. Các bác xem video thì nhớ được quên ấn nút đăng ký kênh để cập nhật sớm những cái sản phẩm mới về bên em nhé. Hôm nay bên em lại cập bến được khá là nhiều điều hòa VIP dòng Panasonic các bác nhé, dòng viền đen của hãng Panasonic. Đấy, bên em như các bác nào mà đã yêu thích cái hàng Nhật bãi, hàng điều hòa bãi của hãng Pana thì biết rồi, bên em là chuyên làm những cái dòng cao cấp của hãng Pana các bác nhé. Nhiều nhất nó là dòng viền đen, nhiều nhất là dòng viền đen và dòng tên lửa hoặc có lơi gọi là mặt gồ các bác nhé. Đấy, tuy nhiên thì cái hàng tên lửa mặt gồ thì giá nó hơi là cao, với lại hàng nó ít hơn viền đen. Thế là bây giờ hiện cho những cái năm hiện tại đây thì nó vẫn chưa được gọi là thịnh hành bằng những cái dòng viền đen này các bác nhé. Bán chạy nhất, nhiều người biết và nhiều người tin dùng nhất thì vẫn là những cái dòng viền đen này các bác nhé. Dòng viền đen này thì nó sản xuất là từ năm 2011 cho đến năm 2014 các bác nhé. Đến năm đầu năm 2015 là nó dừng không sản xuất mẫu mặt dâng nữa. Bên Nhật nó dừng mặt dâng. Và những cái mẫu VIP nhất bên Nhật cho đến tận bây giờ là những cái mẫu tên lửa này, mặt gồ đấy các bác nhé. Đấy, em nói qua một chút để cho những bác nào mà đỡ bị những cái gọi là con buôn nó lừa, nó làm cái tem giả để nó lấy cái tính cái giá cao đấy các bác nhé. Cũng khá là nhiều bác hỏi em, gọi điện hỏi em là tôi mua con điều hòa Pana viền đen mặt dâng tem 2018. Em bảo không bao giờ có cái chuyện đấy đâu anh nhé. Nếu mà đã là viền đen mặt dâng thì cao nhất của nó là tem 2015 thôi. Đến đầu 2015 là những con nó còn sót lại của những cái đời 14 rồi các bác nhé. Còn mặt dâng viền đen mà lại tem 2016 trở lên là thôi bỏ qua. Tất cả những con đấy là toàn là độ tem hết. Tí nữa em sẽ mời các bác gọi là tham quan những con máy để nó tuyển chọn để phục vụ các bác trong mùa hè năm nay nhé. Thì hôm nay là em rút kinh nghiệm năm trước thì em tuyển chọn những con hàng rồi em tuyển chọn từ mùa đông rồi. Đấy, em cứ có bao nhiêu con đẹp thì em lấy hết, xong cứ nhúc nhác về là con nào thì em bán con đấy thôi. Em gom từ mùa đông, chứ như hè năm trước là em không có hàng để bán. Hôm nay thì em sẽ báo giá từng con một, những con mà mới cập bến rồi các bác nhé. Còn ngoài ra là tất cả các đầu, tất cả các mã em đều có. Chuyên về dòng Pana đấy các bác nhé. Đấy, con này lại là một con hàng hiếm nữa này. 284CX rồi. Con này là con 12.000 BTU, đời 2014 các bác nhé. Đời 2014, 2014 là nó sẽ chuyển sang sử dụng cái R32 các bác nhé. Toàn bộ em bán là máy đồng bộ hết. CS284CXR thì bên cục lóng của nó sẽ phải là CU284CXR. Đấy, đời 2014 các bác nhé. Đấy, sử dụng ga 32 này. Đấy, đời 2014 là nó sẽ sử dụng ga R32 rồi các bác nhé. Máy em tuyển chọn này các bác yên tâm, nó đẹp led căng từ dàn nóng cho đến dàn lạnh các bác nhé. Và máy em đã test dọn vệ sinh con lành hết, ga ghét đầy đủ các bác, về các bác chỉ việc thuê thợ lắp đặt là chạy ok. Và giá lắp thì toàn quốc nó giống nhau rồi các bác nhé. Giá lắp cho những cái bộ máy Nhật bãi này nó sẽ là dao động từ 500 cho 700 nghìn tùy theo địa hình. Nếu để nhà các bác không phải đu dây thì chỉ 500 nghìn thôi các bác nhé. Đấy, toàn bộ bên nội thất bên trong thì em đã dọn sạch bóng như mới rồi các bác, về không phải làm thêm một cái gì nữa cả. Con này giá em bán là 15 triệu đã bao gồm đổi nguồn và phí vận chuyển các bác nhé. Tôn khiển đầy đủ, tôn của mặt lạnh các bác nhé. Các bác nào mà có đổi nguồn rồi không lấy đổi nguồn thì sẽ trừ 500 nghìn nhé. Tại vì cục đổi nguồn em mua 500 nghìn. Các bác nào mà có rồi thì không lấy nữa thì trừ 500 nghìn. Cái đấy là em gọi là mua hộ thôi. Đấy, con này rất là đẹp rồi các bác này. 12.000 BTU, đời 2014. Giá là 15 triệu các bác nhé. Và tiếp theo là cũng là 12.000 BTU. Nhưng mà đây là cái đời đầu tiên khi nó dừng sản xuất cái dòng mặt dâng thì nó chuyển sang cái dòng tên lửa đấy các bác này. Con này là đời, con này đây sang đầu 2016 các bác nhé. Con này sang đầu 2016 và toàn bộ em bán là các bác yên tâm là hàng dàn đồng hết các bác nhé. Hàng em bán là hàng dàn đồng 12.000 BTU. Đấy, con này thì sẽ có giá là 16 triệu đồng các bác nhé. 16 triệu đồng. Đấy, tất cả các tính năng đầy đủ hết. Ecolavi khử khuẩn khử mùi Lano, tự động dọn vệ sinh dàn lạnh các bác nhé. Đấy, những con mặt gồ này nhìn rất là hoành tráng này, nó chạy khỏe hơn dòng viền đen một chút các bác nhé. Cho đến tận bây giờ những cái mẫu mà máy VIP nhất ở bên Nhật thì vẫn là mẫu này các bác nhé, vẫn là mẫu này. Đấy, con này giá là 16 triệu, vẫn là bao ship và kèm đổi nguồn rồi các bác nhé. Đấy, và hôm nay có một con hàng gọi là rất là hiếm, cái đầu 36 rất là hiếm các bác nhé. Đầu 36 này cực kỳ hiếm luôn. Đây, con này 365 thì lại con này cuối 2014 các bác nhé, cuối 2014 này. Đây, quên vừa rồi em chưa quay cho các bác xem cái dàn nóng của con này. Đây, các bác để ý nhé, cứ mã X, cứ có mã có chữ X ở trước này thì dàn nóng của nó sẽ là màu xanh. Đấy, và đây các bác này,
hai con này em tưởng chọn là có xác luôn. Còn bên chủ nhà rất cẩn thận nhé, còn nguyên cả cái rèm đằng sau này. Đấy. Nhìn cỗ máy của nó quá dã man luôn. Đối với những cái bác nào mà có phòng 20m2 ấy, 20m2 mà trần khá là cao nhé, các bác lăn tăn là ví dụ các bác chọn con 16.000 thì nó sợ nó thừa quá, còn con 12.000 thì các bác lại sợ nó yếu quá, thì đây là một lựa chọn quá ok luôn. Và cái mã đầu này rất là hiếm các bác này, đầu 36 là máy 14.000 BTU các bác nhé, máy 14.000 BTU và nó vẫn chạy lưới điện 100V, đấy vẫn phải cần đổi nguồn các bác nhé, chạy điện 100V mà nó đã sử dụng GA32 các bác nhé, sử dụng GA32 thì nó sẽ làm lạnh hơn, cái làm lạnh nhanh hơn cái GA410 các bác nhé. Dùng phòng khách thì ok. Đấy, phòng nào các bác 20m là dùng con 16.000 này. À 14.000 này, quá nét luôn. Đây, hàng thì nó đẹp như này đấy các bác nhá. Đấy, con này giá sẽ là 17 triệu các bác nhá. Giá sẽ là 17 triệu. Đã bao gồm phí vận chuyển và đổi nguồn đầy đủ cho các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn. Và đây còn con to nhất thì em quay sau cùng đi. Con này là con 715, đầu 71 có nghĩa là 24.000 BTU các bác nhá. Rất nhiều nơi các thợ gọi là các gian thương tính đầu 71 là 28.000 BTU này để là cho nó to lên để nhằm báo khống giá để tính giá cho cao các bác nhé. Đấy, nhưng các bác nào mà chưa tìm hiểu thì sẽ bị lừa, các bác nào mà tìm hiểu yêu thích dòng này rồi thì không lừa được. Đấy, có kiến thức rồi thì không sợ lừa. Đầu 71 là chỉ tính 24.000 BTU các bác nhé. Đấy, tuy nhiên là cái con máy này nó sẽ khỏe bằng những con máy 28.000 BTU của điện máy xanh. Giờ đối với những cái con tên lửa mà đầu 71 này, các bác sử dụng trong phòng từ 40 cho đến 50m2 nhé. Phòng khách rộng 40-50m2. Giá con này hơi cao một tí. Đấy, cao là so với cái bọn Viền Đen các bác nhé. Còn so với cái máy mới ở bên này thì vẫn là rất là rẻ. Máy mới ở bên Nhật nó bán những con mà đầu 71 này rơi vào tầm 80 triệu một con. Đấy, hàng như hàng lướt này em bán cho các bác với giá là 27 triệu nhé. Đời 2015 các bác này. Đấy, phòng 40-50m2 các bác dùng ok. Rất là đẹp. Đây, vào đây thì em quay qua một chút cho các bác xem tất cả những cái mặt hàng, những cái đầu mã khác mà em tuyển chọn cho các bác nhé. Đấy, em để riêng vào đây. Đấy, trên kia vẫn còn nhiều nữa các bác nhé. Và toàn bộ hàng bên em bán, các bác mua các bác biết rồi, cam kết là hàng zin nguyên bản từ nước sơn cho đến vỉ mạch. Hàng không ủ trắng, không sơn sửa lại các bác nhé. Đấy, toàn bộ là sơn zin nguyên bản hết. Đây, thi thoảng ở bên Nhật nó có những cái con màu cà phê các bác này. Đấy, thi thoảng nó có những con màu cà phê này. Bác nào mà không thích màu trắng thì có thể chuyển sang dùng màu cà phê đấy. Nhưng màu cà phê rất là ít thôi. Thi thoảng mới có con. Đấy, hàng em nó tuyển chọn này quá là nét rồi. Đấy, còn tất cả những cái bác nào đã tìm hiểu nhờ với dòng Viền Đen này thì các bác biết cái Viền Đen của nó, cái đặc trưng của cái Viền Đen của nó. Mỗi đời cái Viền Đen nó lại một khác. Đấy, thế nên là các bác chỉ cần chịu khó tìm hiểu một tí thôi thì không có thợ nào có thể lừa được các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, toàn hàng rất là đẹp. Còn ngoài ra bên nhà em còn bán rất là nhiều mặt hàng này, âm thanh vãi này, rồi nội thất ô tô, đấy, đèn ô tô rất là nhiều. Các bác thích bất cứ cái mặt hàng gì thì có thể liên hệ với em. Đấy, hàng bên em bán ra các bác biết rồi. Đấy, uy tín chất lượng, nói như nào thì hàng như vậy các bác nhé. Ở bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em là số điện thoại 0967851866. Toàn bộ khách hàng em chỉ bán quanh miền Bắc thôi các bác nhé. Tại vì những cái mặt hàng này em không dám ship ra. Mấy lần ship ra là toàn bị vỡ thôi. Những con máy đẹp của em vào bị vỡ. Mặc dù em không để khách của em phải chịu, em chịu thôi nhưng mình rất là xót xa. Thế là em chỉ bán quanh miền Bắc, ship xe khách cho an toàn các bác nhé. Đấy, các bác chờ mua lần đầu bên em chỉ cần cọc cho em 1 triệu là em ship nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.